chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021. Vị 25 dự án với 45 gói thầu thuộc các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có dự án xây mới cầu Bưng và công trình sửa chữa nâng cấp đường tỉnh lộ 9 Đặng Thúc Vịnh đã đồng loạt thi công trở lại trong điều kiện bình thường mới. Tất cả đều đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công ở mức cao nhất. Thưa quý vị, sau thời gian gián đoạn hoặc thi công cầm chừng do thực hiện giãn cách, đến nay thì hầu hết các công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại nhịp thi công bình thường. Mục tiêu của chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan là sẽ dồn mọi sức lực thi công cả ngày lẫn đêm, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật để bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua bị chậm. Dù là cuối tuần nhưng trên công trường xây dựng cầu Bưng ở quận Tân Phú và Bình Tân, việc thi công vẫn diễn ra hết sức nhộn nhịp. Tất cả các hạng mục đều đang được tập trung thi công một cách khẩn trương. Hiện nay trên công trường thì có khoảng là hơn 30 cán bộ, công nhân, kỹ sư và tập trung thi công, tinh thần của anh em rất là quyết tâm nhằm đẩy nhanh cái tiến độ. Công trình là nằm trong cái nút giao thông quan trọng và như hiện tại là thường xuyên xảy ra ùn tắc do mặt bằng hẹp và đường lút cổ chai. Chủ đầu tư và cũng như nhà thầu nên quyết tâm đẩy nhanh cái tiến độ thi công để đảm bảo cho bà con lưu thông được thông suốt. Hiện đạt tiến độ tổng thể trên 40%. Công trình cầu Bưng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 và có thể đưa vào khai thác chính thức nhánh cầu đầu tiên vào đầu tháng 12, sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Tốc độ thi công nó rất là nhanh và cái lực lượng giám sát là cũng thường xuyên có mặt để mà giám sát cái chất lượng công trình, đảm bảo được cái yêu cầu mà đề ra, có khả năng là từ gấp đôi gấp ba trở lên. Công trình sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9 Đặng Thúc Vịnh trên địa bàn huyện Hóc Môn cũng đang triển khai 7 mũi thi công đối với các hạng mục lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, đào mở rộng nền đường và nhiều hạng mục khác. Đến nay, công trình này đã đạt tổng khối lượng thi công trên 70%. Tuy là còn rất là nhiều khó khăn, nhưng vướng mắc như là giải phóng mặt bằng, di dời điện cũng như là di dời cấp nước. Ban quản lý dự án cùng các đơn vị sẽ tập trung toàn lực để mà tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo cái tiến độ của dự án. Những ngày tới, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục huy động nhân sự, thiết bị để tăng cường thêm các mũi thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán năm nay. Một tuần sau khi Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, đã có hơn 9.200 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Con số này vẫn đang gia tăng, cho thấy niềm tin vào sự hồi phục kinh tế sau nhiều tháng ngày chống dịch. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, doanh nghiệp đã nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất, từ đó tạo khí thế tăng sức bật cho nền kinh tế hậu Covid-19. Từ sáng sớm, hàng ngàn công nhân bốn xanh đã tấp nập đổ về nhà máy để làm việc. Sau khi thực hiện đầy đủ 5K, anh Nguyễn Thuận Trường bắt tay ngay vào công việc. Được trở lại làm việc là niềm vui lớn với anh và tất cả công nhân, cũng là điều mà họ đã mong đợi hơn 2 tháng nay. Chỗ em hiện tại giờ là dùng xanh rồi, bây giờ công ty chế cho em đi làm lại việc là bình thường. Nhưng mà phải tuân thủ 5K, khẩu trang, kháng khuẩn, khai báo y tế, rồi xong mình phải đeo kính bảo hộ. Đeo cái kính bảo hộ này hơi khó chịu thiệt, nhưng mà an toàn cho mình và an toàn cho người khác. Rất nhiều doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã dừng mô hình hoạt động 3 tại chỗ và mở cửa cho các công nhân bên ngoài đi làm trở lại theo phương thức 4 xanh. Để giảm thiểu những rủi ro về dịch bệnh, y tế tại chỗ là giải pháp doanh nghiệp chú trọng để vừa sản xuất vừa phòng dịch hiệu quả. Thực hiện theo bộ tiêu chí an toàn chống dịch, ngoài việc kiểm soát công nhân tại nhà máy như kiểm tra thân nhiệt và thực hiện nghiêm quy định 5K, thì chúng tôi cũng dự phòng tình huống khi có trường hợp F0 trong nhà máy, nên chúng tôi đã bố trí một khu vực riêng để cách ly, đồng thời chúng tôi cũng đã hợp đồng với các bệnh viện. Chúng tôi thực hiện cái việc giãn cách cũng như nghiêm ngặt trong cái vấn đề phòng chống dịch, vì chúng tôi quan niệm là sản xuất phải song song với phòng chống dịch tốt. Trong thời gian dịch thì ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng, cho nên đây là cái giai đoạn mà chúng tôi cần phải tăng tốc để đảm bảo cho cái kế hoạch kinh doanh năm của mình. Khó khăn lớn nhất doanh nghiệp phải đối mặt đó là thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lao động. Khoảng 9.200 doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại, với lao động trong các nhà máy chỉ đạt khoảng 60% nhu cầu. Doanh nghiệp đang tính toán các phương án phù hợp để thu hút và đón người lao động quay trở lại làm việc.
Trước mắt là vẫn duy trì sản xuất an toàn, thì tiếp theo đó thì họ sẽ liên lạc số lượng lao động mà đã nghỉ việc, chuyển việc hay là về quê, thì sẽ có những cái giải pháp cùng phối hợp với chính quyền địa phương, thành phố đón người công nhân trở lại, những chính sách về an sinh xã hội phù hợp, thu hút lại nguồn lao động cho thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu tiên quyết của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là duy trì nhân lực xanh trong cả quá trình sản xuất, đáp ứng tiến độ đơn hàng. Ngoài ra cũng chủ động xây dựng các phương án phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, tăng công suất, tiến đến khôi phục hoàn toàn sản xuất. Sự phục hồi của doanh nghiệp cũng là sinh khí tăng sức bật cho kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào những tháng cuối năm. Một trong những nơi đánh dấu sự năng động, sôi động, đẳng cấp của thành phố Hồ Chí Minh chính là các trung tâm thương mại. Trong điều kiện bình thường mới, khá nhiều trung tâm thương mại lớn của thành phố đã mở cửa hoạt động trở lại, nhanh chóng thu hút người dân đến trải nghiệm mua sắm. Thưa quý vị, đến lúc này thì đi cùng với những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch, các quận huyện, thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng bước tăng tốc trong việc khôi phục kinh tế. Nhiều địa phương đã mạnh dạn triển khai các đề xuất giải pháp vừa tạo thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán cũng như đảm bảo an toàn. Nằm tại phường Hiệp Bình Chánh, nơi vừa được chuyển từ vùng cam sang vùng vàng, tiệm cắt tóc của anh Xuân Đông đã được mở cửa trở lại sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động. Thời điểm này rất là còn phức tạp lắm, nhưng mà tụi em làm cũng là khoảng cách với khách là cũng ý thức lắm, em bịt khẩu trang hết, áp dụng 5K. Với tâm trạng phấn khởi, ông Trần Đức Cường và đội ngũ nhân viên tại phòng gym đã chào đón những vị khách đầu tiên trở lại sau thời gian dài đóng cửa. Câu lạc bộ sẽ kiểm tra là ai cũng có thẻ xanh hết, trước khi vô là phải thực hiện 5K, là như là giãn cách trong lúc tập luyện, không được nói chuyện. Phường chúng tôi phải thường xuyên là tăng cường đi cơ sở và phải kết nối các cái doanh nghiệp cũng như là các cái hộ kinh doanh và các cái hoạt động ngành nghề người ta tiếp xúc trực tiếp thì là phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch. Ngoài ra thì cũng vẫn phải tiếp tục tăng cường cho người dân, người ta lại có cái ý thức chứ không được chủ quan. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, kết quả đánh giá cấp độ dịch sẽ được tiến hành định kỳ hàng tuần. Tùy theo tình hình, địa phương sẽ tiếp tục áp dụng hoặc điều chỉnh mức độ để triển khai phục hồi các hoạt động kinh tế cho phù hợp. Còn tại quận 7 là một trong những vùng xanh đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 15 tháng 9, quận 7 đã thí điểm doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép hoạt động trở lại có kiểm soát. Qua gần một tháng thí điểm, quận 7 đã có kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép thí điểm mở thêm loại hình phục vụ ăn uống tại chỗ. Trong sự hồ hởi, nhà hàng này đã bắt đầu huy động nhân viên trở lại đông đủ, tổng dọn vệ sinh và sẵn sàng cho việc phục vụ tại chỗ ngay khi được cho phép. Thưa quý vị, sau nhiều tháng phải ngừng kinh doanh hàng quán, thì gần đây các hộ kinh doanh đã được bán mang đi. Tuy nhiên, cái ước mong của những chủ hộ kinh doanh cũng như khách hàng, người tiêu dùng thì vẫn mong muốn thành phố sớm mở cửa trở lại hoạt động, nhất là những hàng quán có đủ điều kiện, những nơi thoáng mát. Vì vậy, bây giờ thì họ đã chuẩn bị rất là sẵn sàng để khi chủ trương có là họ có thể mở ngay hoạt động của mình. Hiện nay chúng tôi cũng đang set up, sắp xếp lại. Để khi mà quận và thành phố đồng ý cho phép bán trở lại ấy, thì chúng tôi sẽ kinh doanh trở lại. Và trước khi đó thì sẽ thực hiện theo đúng cái hướng dẫn của quận và thành phố để bảo đảm cái độ an toàn cho cả khách và cho cả nhân viên của nhà hàng. Quận thì chúng tôi bám theo nội dung là sẽ kiếm những cái hàng quán có mặt bằng rộng thoáng nằm ở hai góc đường để đảm bảo cái sự thông thoáng. Rồi điều kiện khách vào thì cũng phải quét QR code, khai báo y tế và đủ liều vaccine mà trong vòng 14 ngày hoặc là những người mà đã lành bệnh. Những cái mà thí điểm mở thì chúng tôi sẽ có gắn cái camera để kết nối vào cái trung tâm kiểm soát của quận để chúng tôi giám sát. Nếu quận 7 được thành phố cho phép, cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ chỉ cho phép tối đa 30% công suất và không quá 20 thực khách cùng một thời điểm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu hệ thống chính trị thành phố tổ chức vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân ở lại thành phố, đồng thời tiếp tục rà soát người dân có nhu cầu về lại quê hương và tổ chức hỗ trợ đưa người dân từ thành phố về quê. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, việc vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân ở lại thành phố là vì hiện tại các tỉnh thành đang quá tải với làn sóng người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương. Người về từ vùng dịch có khả năng mang theo mầm bệnh về lây cho gia đình, địa phương. Trong khi đó, việc tiêm vaccine ở địa phương chưa được phủ đều, tỷ lệ còn thấp, nên nếu có trường hợp nhiễm bệnh thì khả năng tăng là rất cao và có nguy cơ tử vong.
Đối với người dân có nhu cầu về lại quê hương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh giao các quận huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục rà soát, triển khai quy trình tiếp nhận thông tin, tổ chức đoàn về quê và hỗ trợ người dân theo 6 bước. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo và cũng liên quan đến việc người dân về quê. Báo Người Lao Động số ra sáng nay có bài Doanh nghiệp chờ người lao động. Gần một tháng qua, do tâm lý lo sợ lây nhiễm cùng với đời sống khó khăn do không có việc làm và thu nhập, hàng triệu người lao động đã rời thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê. Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas và Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam Le Faso cảnh báo chuỗi cung ứng dệt may da giày lại một lần nữa có nguy cơ đứt gãy do khan hiếm lao động. Đây là bài toán khó cho các doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất theo chủ trương mới của chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh thành và các công đoàn ngành yêu cầu thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động không tự phát rời nơi đang cư trú để về quê, động viên người lao động tiếp tục trở lại doanh nghiệp khi tái sản xuất. Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay có bài viết của đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với tựa đề Gắn kết tiếp tục nỗ lực cho phía trước. Hơn 5 tháng qua cũng là khoảng thời gian Thành phố Hồ Chí Minh kiên cường chiến đấu với đại dịch, đời sống người dân chịu tác động mạnh bởi dịch bệnh, tất cả đã kết thành nỗi đau chung của cả thành phố, của đất nước. Chia sẻ với niềm đau của đồng bào, Thành phố Hồ Chí Minh đã hành động bằng nhiều giải pháp để phòng chống dịch COVID-19, nỗ lực kéo giảm số ca bệnh chuyển nặng, kéo giảm số trường hợp tử vong. Những tháng ngày cam go, khắc nghiệt, căng thẳng, lo âu sẽ đi qua, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước cùng cả nước mở ra một giai đoạn mới. Giờ đây dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát, rất cần một ngày với những khoảnh khắc cùng lắng lại để tưởng nhớ những người đã mất trong đại dịch, an ủi, xoa dịu thân nhân vừa trải qua biến cố, đồng thời tôn vinh những tấm gương hy sinh quên mình vì sức khỏe và cuộc sống an lành của nhân dân trong đại dịch COVID-19, cùng gắn kết trong nỗi đau buồn và cũng chính là cùng tiếp tục nỗ lực vượt qua trở ngại, khó khăn, thách thức, luôn dũng cảm tiến về phía trước. Dù nhiều quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kiểm soát được dịch COVID-19, nhưng việc mở cửa trường học vẫn còn rất thận trọng. Là một trong những địa phương công bố kiểm soát được dịch sớm, quận 7 cho biết hiện nay kế hoạch về công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học để chuẩn bị đón học sinh trở lại đã được Phòng Giáo dục Đào tạo xây dựng. Tuy nhiên, để có thể nói rõ thời điểm nào thích hợp thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu, trong khi đó đối tượng học sinh chưa được tiêm ngừa vaccine, vì thế đối tượng này tạm coi là yếu thế hơn. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.500 trường học đang được trưng dụng phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Trong đó khoảng 150 trường đã được trả lại để sửa chữa, khôi phục nguyên trạng. Số còn lại sẽ được bàn giao dần, dự kiến đến giữa tháng 11 sẽ hoàn tất. Ngành giáo dục đào tạo cần một tháng để sửa chữa, vệ sinh, khắc phục, chuẩn bị cơ sở vật chất. Nếu được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân thành phố, dịch bệnh được kiểm soát và các trường thực hiện đúng bộ tiêu chí, dự kiến vào đầu tháng 1 năm 2022 sẽ tổ chức học trực tiếp. Tình thế giới. Thưa quý vị, vào tối qua ngày 10 tháng 10, chính trị gia Lee Jae-myung đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ Cầm Quyền tại Hàn Quốc. Qua đó, ông chính thức trở thành đại diện của đảng này tại cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào năm sau. Ông Lee Jae-myung, 56 tuổi, thống đốc tỉnh Gyeonggi, giành chiến thắng với 50,29% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử kéo dài 11 vòng vừa qua. Theo sau ông là cựu thủ tướng Lee Nak-yeon với 39,14%. Trong bài phát biểu tiếp nhận đề cử, ông Lee Jae-myung cam kết nếu được bầu làm tổng thống Hàn Quốc, ông sẽ cải cách mạnh mẽ ngành bất động sản, loại bỏ tham nhũng và nối lại các dự án hòa giải với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh sẽ thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, chú trọng đầu tư cho khoa học, công nghệ và giáo dục hướng tới tương lai. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Séc Milo Zeman đã phải nhập viện sau cuộc gặp với Thủ tướng Andrej Babiš tại tư dinh của ông. Tổng thống Cộng hòa Séc Milo Zeman, 77 tuổi, được nhìn thấy đã ngất xỉu sau khi có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Babiš. Hiện ông được điều trị tại Bệnh viện Quân đội Trung ương ở thủ đô Praha. Thông tin về tình trạng sức khỏe của Tổng thống không được công bố.
Cộng hòa Séc vừa phải trải qua cuộc bầu cử tại Hạ viện. Theo cơ quan số liệu Cộng hòa Séc, liên minh SPOLU đối lập đã giành chiến thắng xích sao với cách biệt 0,6% trước đảng phong trào ANO cầm quyền của Thủ tướng Babis. Phát biểu sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Thủ tướng Babis đã chúc mừng thắng lợi của liên minh SPOLU. Ông Babis cũng khẳng định sẵn sàng dẫn đầu tiến trình đàm phán thành lập chính phủ tiếp theo của Cộng hòa Séc nếu như Tổng thống nước này cho phép. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua đã có chuyến thăm Israel, cũng là chuyến thăm chính thức cuối cùng của bà Merkel trên cương vị thủ tướng. Bà Merkel nhấn mạnh cam kết Đức sẽ duy trì mối quan hệ tốt với Israel trong bối cảnh hai bên hiện vẫn còn bất đồng về một số ít vấn đề và Đức đang đàm phán thành lập chính phủ mới. Phát biểu tại họp báo cùng Thủ tướng Israel Naftali Bennett, bà Merkel bày tỏ tự tin rằng bất cứ chính phủ Đức nào cũng sẽ cam kết đảm bảo an ninh của Israel. Về vấn đề Palestine, bà Merkel cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột kéo dài nhiều thập kỷ giữa Israel và Palestine. Về vấn đề hạt nhân Iran, nhà lãnh đạo Đức kêu gọi duy trì thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện và nhận định những tuần tới sẽ mang tính quyết định cho thỏa thuận này. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel phản đối việc thành lập nhà nước Palestine và cho rằng việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân sẽ là một mối đe dọa đối với an ninh thế giới. Về mối quan hệ với Đức, ông Bennett nhận định, trong 16 năm bà Merkel giữ chức thủ tướng, mối quan hệ hai nước đã phát triển ở mức cao nhất, nhất là sau nạn diệt chủng người Do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai. Vấn nạn buôn người xuyên eo biển Manser thường xuyên là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa Pháp và Anh. Bộ Nội vụ Pháp lại một lần nữa đề cập đến vấn đề này khi kêu gọi nhanh chóng đàm phán về hiệp ước di cư giữa Liên minh châu Âu và Anh, đồng thời hối thúc London giữ cam kết tài trợ cho việc giải quyết các vấn đề về người di cư bất hợp pháp. Bộ Nội vụ Pháp cho rằng cần thương thảo một hiệp ước mang tính ràng buộc giữa EU và Anh về vấn đề người di cư, vốn không được đề cập trong thỏa thuận Brexit. Hiện tại, Anh vẫn chưa chi trả các khoản tiền cam kết với Pháp để giải quyết nạn người di cư qua eo biển Manser, cho dù điều này cũng giúp bảo vệ biên giới của nước Anh. Dự kiến, Pháp sẽ nêu đề xuất đàm phán với Anh khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Luân phiên EU vào tháng 1 năm sau. Một cơn bão lớn xảy ra tại đảo Evia của Hy Lạp gây thiệt hại nặng nề. Hiện chưa có báo cáo về số thương vong. Reuters đưa tin hàng trăm ngôi nhà và cửa hàng đã bị hư hại. Các hệ thống giao thông, công trình, quảng trường, khu vui chơi, cầu cống cũng bị hỏng hóc đáng kể sau trận bão cực lớn. Nhiều con đường bị ngập nước đến không di chuyển được, giao thông cũng bị gián đoạn, theo truyền thông địa phương. Cơ quan chức năng đã phải phát đi tình trạng báo động trước khi điều động 50 lính cứu hỏa và hàng chục phương tiện đến để cứu hộ. Đảo Evia của Hy Lạp nằm ở phía đông bắc nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cháy rừng gần 2 tuần vào mùa hè qua. Hàng ngàn hecta rừng đã bị thiêu rụi. Trở lại với phần tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xây dựng lộ trình phục hồi công năng các bệnh viện trở về trạng thái bình thường mới với mục đích đảm bảo cho các bệnh viện thực hiện hai chức năng trong tình hình mới, vừa sẵn sàng thu dung điều trị người mắc COVID-19, vừa đảm bảo chức năng khám bệnh, chữa bệnh thông thường và điều trị chuyên khoa cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Theo đó, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao năng lực điều trị của hệ thống các bệnh viện, bao gồm cả bệnh viện tư nhân, chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch bệnh, nghiên cứu thành lập khoa COVID tại các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và bệnh viện đa khoa. Có lộ trình phục hồi công năng của các bệnh viện đảm bảo thực hiện hai chức năng trong tình hình mới, vừa sẵn sàng thu dung điều trị người mắc COVID-19, vừa đảm bảo chức năng khám chữa bệnh thông thường và điều trị chuyên khoa cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Hiện đã có 42 bệnh viện công lập chuyển đổi công năng toàn phần hoặc một phần để tiếp nhận và điều trị COVID-19 với tổng số giường là 11.517 giường. Theo kế hoạch, ngành y tế sẽ ưu tiên phục hồi bệnh viện quận huyện trước, đảm bảo mỗi quận huyện luôn có một bệnh viện thực hiện chức năng khám chữa bệnh thông thường, đồng thời luôn sẵn sàng một bệnh viện dã chiến của quận huyện để tiếp nhận F0 khi được phát hiện và cần cách ly điều trị. Khi tình hình dịch bệnh ổn định, số ca mắc COVID-19 giảm rõ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành mô hình bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 3 tầng thay thế cho các bệnh viện dã chiến của quận huyện và bệnh viện dã chiến Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo dự kiến của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 31 tháng 10 sẽ có thêm 26 bệnh viện công lập phục hồi trở lại công năng ban đầu để tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường cho người dân, và đến ngày 31 tháng 12 sẽ tiếp tục phục hồi thêm 14 bệnh viện công lập. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc thực hiện thí điểm chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 theo kết luận của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trước mắt Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được Bộ Y tế quy định. Đối với các nội dung chưa được kết cấu trong bảng giá, thì thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương với mức thực hiện của các cơ sở y tế công lập. Kinh phí được trích từ nguồn phòng chống dịch bố trí cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí, thì cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện để trang trải. Người bệnh khi đến khám bệnh tại các cơ sở y tế chỉ thực hiện khai báo y tế điện tử, được phân luồng, sàng lọc và sẽ được làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nếu có triệu chứng nghi ngờ. Đây là hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đối với hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong tình hình mới. Những ngày qua, từ khi Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, nhiều người dân phản ánh khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế đều bắt buộc phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 với chi phí từ 230.000 đến 350.000 đồng. Đây được cho là phí vào cổng đè nặng lên người bệnh trong bối cảnh đời sống kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trước tình hình này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị, các bệnh viện, phòng khám công lập và ngoài công lập trên địa bàn hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, người bệnh khi đến khám bệnh tại cơ sở y tế chỉ thực hiện khai báo y tế điện tử, được phân luồng sàng lọc và sẽ được làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nếu có triệu chứng nghi ngờ. Thưa quý vị, mới đây Chính phủ đã có công điện về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không. Hiện nay một số địa phương thực hiện chưa đúng chỉ đạo cũng như là chưa thực hiện đúng các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế. Yêu cầu các địa phương cần ra soát, điều chỉnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19, phối hợp chặt chẽ với các địa phương ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Và theo Cục Hàng không Việt Nam thì trong ngày 10 tháng 10, các hãng đã thực hiện được 11 chuyến bay có giãn cách ghế, hủy 14 chuyến. Bên cạnh các chặng bay đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng phải hủy vì lý do thời tiết mưa bão thì chuyến bay của Vietnam Airlines chặng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội không thực hiện được do Hà Nội vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể. Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thừa Thiên Huế và ngược lại cũng không thực hiện được do hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh trước khi đến. Ngoài ra, một số chuyến bay bị hủy do không kịp mở bán vé như chặng Thành phố Hồ Chí Minh Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai, Đà Nẵng Cần Thơ, Đà Nẵng Đắk Lắk. Một số chuyến bay khác cũng bị hủy do không có khách. Hiện khách đi máy bay được yêu cầu phải ít nhất sau 14 ngày tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng. Xét nghiệm âm tính nCoV còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Liên quan đến hoạt động vận tải đường sắt, theo kế hoạch lấy ý kiến của các địa phương, Cục Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải dự kiến chạy lại tàu khách từ ngày 7 tháng 10, nhưng tới nay chưa thể thực hiện được do chỉ có 3 trên 24 địa phương có văn bản trả lời. Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt khẳng định, đường sắt đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện và các điều kiện về phòng dịch theo quy định để mở lại tàu khách khi được phép. Trước mắt, mở lại tàu khách chủ yếu phục vụ an sinh, chưa tính lãi. Theo Cục Đường sắt, cơ quan này sẽ gia hạn lấy ý kiến địa phương về việc mở lại tàu khách tới ngày 13 tháng 10. Trước đó có hạn lấy ý kiến là ngày 5 tháng 10. Sau đó thì Cục Đường sắt sẽ hoàn thiện lại kế hoạch chạy lại tàu, dự kiến trình Bộ Giao thông Vận tải muộn nhất là vào ngày 15 tháng 10 để Bộ báo cáo Chính phủ. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi đến Sở Giao thông Vận tải các tỉnh dự thảo phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Trong đó dự kiến xe khách sẽ hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 11. Theo dự thảo, xe khách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành hoạt động theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11, khai thác tối đa từ 3 đến 5 chuyến một ngày.
Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến một ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá 15 chuyến một ngày. Số lượng khách được chở trên xe phải đảm bảo giãn cách, không quá 50% số ghế cho phép theo công suất thiết kế, không áp dụng đối với xe giường nằm. Giai đoạn 2, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 11, khai thác tối đa 10 chuyến một ngày theo nhu cầu đi lại. Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến một ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá 30 chuyến một ngày. Giai đoạn 3, sau ngày 30 tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2021, tổ chức khai thác vận tải hành khách không quá 50% tần suất khai thác của các tuyến. Về điều kiện để đi lại, đối với khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine được 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ, theo phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh. Hành khách đến thành phố Hồ Chí Minh với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ, theo phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh. Sau đây là tin bão gần Biển Đông, bão Kompasu. Vào hồi 1 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines 300 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía Tây Bắc của đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Kompasu phân tích trên kết hợp với không khí lạnh, nên trong ngày và đêm ngày 11 tháng 10, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông mạnh dần lên ở cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7 và cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông từ sáng nay ngày 11 tháng 10, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, từ chiều tối nay có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động, cảnh báo 10 dòng trên biển. Ngày và đêm nay ngày 11 tháng 10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và đến đây chúng tôi xin được phép kết thúc bản tin sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.